Lộ danh tính chồng của diễn viên Thanh Trúc là một sao nam V-biz đình đám một thời. Dù đã đăng ký kết hôn và sinh con nhưng Thanh Trúc quyết giữ kín thông tin nữa kia, nhưng không qua được mắt của cộng đồng mạng. Đầu tháng 7 năm 2024, diễn viên Thanh Trúc chào đón con gái đầu lòng, bé có tên thân mật là Kiki. Từ ngày có thêm thành viên mới, cô thoải mái hơn trong việc nhắc đến nửa kia trên mạng xã hội. Dù đã đăng ký kết hôn, nhưng đến thời điểm này Thanh Trúc chưa công bố danh tính chồng mà chỉ gọi anh là bố Kiki. Mới đây, Thanh Trúc khoe được bạn bè, người thân gửi đồ ăn để tầm bổ trong thời gian ở cữ. Đang nói, nữ diễn viên bất ngờ để lộ hint liên quan đến ông xã. Cụ thể, Thánh Soi phát hiện Thanh Trúc đang sinh sống tại nhà của Châu Khải Phong. Khi bị nhiều người nhìn ra chi tiết phía sau nữ diễn viên treo nhiều ảnh của Châu Khải Phong thì cô nhanh chóng dùng biểu tượng để che đi để tránh gây chú ý. Động thái này của Thanh Trúc càng khiến cư dân mạng thêm nghi vấn danh tính ông xã của cô chính là Châu Khải Phong. Vào ngày đầu năm 2024, các diễn viên phim truyền hình quen mặt như vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành, Kha Ly, Thanh Duy, Lê Phương và chồng cùng tụ họp ăn uống. Đặc biệt, trong khi ai cũng có đôi có cặp, diễn viên Thanh Trúc cũng dính như sam với Châu Khải Phong. Không chỉ thế, nam ca sĩ còn có hành động ôm Thanh Trúc vào lòng, công khai thể hiện tình cảm thân mật. Hồi tháng 1 năm 2023, Thanh Trúc xác nhận đã đăng ký kết hôn nhưng không tiết lộ danh tính nửa kia. Nữ diễn viên cho biết sẽ hạn chế xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong 2 năm để lui về hậu trường thực hiện thiên chức làm mẹ. Sau đó, Thanh Trúc nhiều lần lộ vòng hai lùm lùm trên livestream hay lúc xuất hiện cùng người bạn. Trong thời gian mang thai, cô tiết lộ chồng luôn bên cạnh đồng hành nhưng không muốn công khai để tránh phiền phức. Khi được hỏi về mối quan hệ với Thanh Trúc, Châu Khải Phong từng chia sẻ, Trúc và Phong là những người rất thân, quen biết nhau từ lâu rồi. Khán giả bao giờ người ta cũng quan tâm, ông này đi hát lâu, lớn tuổi rồi mà sao chưa lập gia đình. Có khi ngồi với cô nào đấy thấy đẹp đôi vừa ý nên ghép đôi lại với nhau vậy thôi. Bây giờ cũng chưa có gì chính thức cả, chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Phong rất mong sẽ tìm được nửa kia để FC đỡ lo lắng. Trúc là người truyền cho Phong rất nhiều lửa. Ngày xưa, khi Phong bắt đầu đi hát, Trúc đã rất nổi tiếng rồi. Khi gặp Trúc, Trúc đã giúp Phong rèn luyện những kỹ năng diễn xuất để đóng MV tốt hơn. Đây là người bạn giúp cho Phong rất nhiều thời gian qua để Phong có được những bước chân vững vàng trong những sự nghiệp âm nhạc. Thanh Trúc là một trong những mẹ bầu nhận được sự quan tâm trong thời gian qua. Nữ diễn viên giữ kín chuyện mang thai, khi bước vào tháng thứ 6 mới chính thức công bố trên mạng xã hội. Thanh Trúc xác nhận thực hiện IVF nhưng gặp nhiều khó khăn do chuyển phôi 5 lần mới đậu thai. Trong quá trình bầu bí, cô còn đối mặt với nhiều hiện tượng nguy hiểm như không phát hiện túi thai, nhau thai tiền đạo. Dù trải qua nhiều thử thách về tinh thần lẫn tốn kém vật chất nhưng Thanh Trúc hạnh phúc khi được làm mẹ. Nữ diễn viên từng thổ lộ, tôi trải qua một năm ròng rã. Tôi luôn vững tin cho đến khi thành công. Lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần lại thất bại nhưng may mắn ai ngờ trời thương. Diễn viên Thanh Trúc vào nghề từ khi còn nhỏ, đến năm 15 tuổi thì thử sức ở lĩnh vực ca hát. Ít ai biết được Thanh Trúc và Minh Hằng từng cùng là một thành viên trong nhóm nhạc, về sau do không cùng định hướng nên mới tách nhóm. Thanh Trúc được biết đến nhiều hơn khi tham gia diễn xuất, cô ghi dấu ấn với khán giả trong Tình Án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung Khí Án. Tính đến thời điểm này, Thanh Trúc đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau. Châu Khải Phong đã có hơn 15 năm làm nghề. Anh sở hữu nhiều ca khúc hot, trong đó bài Ngắm Hoa Lệ Rơi từng gây choáng khi thu về hơn 200 triệu lượt nghe. Nam ca sĩ rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh từng tham gia chương trình ca sĩ mặt nạ trong tạo hình Tê Giác Mộ Mĩnh.